Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng trong chương trình hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Lũ lụt nhấn chìm hàng loạt tỉnh phía Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc trong những ngày qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hơn 100.000 người phải di rời. Theo Reuters, tính đến ngày hôm qua, ít nhất 133 người đã thiệt mạng và 45 người mất tích do lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc, bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Tứ Xuyên, Quảng Tây và Quý Châu. Trong đó, Hồ Nam là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,22 tỷ đô la Mỹ. Một trận lở đất do mưa lớn hôm đầu tuần tại Hồ Nam đã khiến 15 người chết và 7 người mất tích. Hơn 470.000 người dân Hồ Nam phải di rời trong khi hơn 8.000 ngôi nhà bị hư hại. Mưa lớn liên tục nhiều ngày đã khiến mực nước ở 64 con sông tại miền Nam Trung Quốc dâng cao trên mức cảnh báo. Mực nước sông Tương Giang, một nhánh lớn của sông Dương Tử tại Hồ Nam đã vượt qua kỷ lục lịch sử. Tân Hoa Xã dẫn lời chính quyền địa phương cho biết lũ lụt tại miền Nam tỉnh Quảng Tây đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, 14 người mất tích. Hơn 95.000 người dân tại Quảng Tây phải di rời, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 468 triệu đô la Mỹ theo AFP. Hàng nghìn hecta hoa màu bị nhấn chìm trong lũ, trong khi 680 căn nhà sập hoàn toàn và 7.200 căn bị hư hại. Các tỉnh miền Nam Trung Quốc là những vựa nông sản quan trọng. Quảng Tây là tỉnh sản xuất mía đường lớn nhất Trung Quốc, trong khi Hồ Nam là tỉnh chăn nuôi lợn lớn thứ ba cả nước. Phía Nam sông Dương Tử cũng là vùng trồng lúa chính. Thưa quý vị, trận lũ lụt ngàn năm có một này khiến người dân Trung Quốc cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về cuộc khủng hoảng khí hậu. Khoảng 17 giờ ngày hôm qua, khi mưa lớn không ngừng trút xuống tòa chung cư của Jiangjin ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cô xuống siêu thị mua đồ ăn tích trữ, nhưng khi đến nơi cô phát hiện rau và bánh mì hết sạch, còn dòng người xếp hàng trong siêu thị dài hàng trăm mét. Yang, nhà nghiên cứu về chính sách khí hậu, quyết định lái xe ra ngoài để giúp đỡ vài người thân mắc mưa không về nhà được. Nhưng Yang nhận thấy điều bất thường khi nhiều tài xế bắt đầu bỏ xe lại trên đường. Dự cảm về điều không hay, Yang quay đầu xe. Dù có hiểu biết về biến đổi khí hậu, tôi cũng không nhận thức được đầy đủ rằng thiên tai do biến đổi khí hậu có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Nữa là những người không phải chuyên gia về biến đổi khí hậu hay quan chức, người phụ nữ 34 tuổi nói. Chính quyền Trung Quốc dường như cũng bất ngờ không kém trước trận lụt nghìn năm có một này. Mưa lớn và lũ lụt tuần qua khiến ít nhất 93 người tại Hà Nam thiệt mạng. Hà Nam là tỉnh chủ yếu phát triển nông nghiệp và đông dân nhất Trung Quốc. Mưa lũ ảnh hưởng tới hơn 13 triệu người. Trong đó, nhiều người ở thủ phủ Trịnh Châu ước tính thiệt hại kinh tế hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Sau lũ, mặt đường xuất hiện nhiều hố sụt làm dấy lên lo ngại về chất lượng xây dựng cũng như câu hỏi về khả năng ứng phó thiên tai của Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Hà Nam tuyên bố đã ban hành cảnh báo mức cao nhất trước khi mưa lớn kỷ lục trút xuống. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó khẩn cấp cho những tình huống thế này. Theo Cheng Xiaotao, thành viên Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai, ví dụ, sau khi cảnh báo được đưa ra, chúng ta cần dừng hoạt động làm việc và sản xuất trong trường hợp nào? Các ban ngành chính quyền khác nhau nên phối hợp ra sao? Làm thế nào để phân bổ các nguồn hỗ trợ thiên tai? Ứng phó khẩn cấp trong thực tế cần làm gì? Cheng nói, truyền thông và người dân Trung Quốc bắt đầu thảo luận về vai trò của biến đổi khí hậu trong thảm họa lũ lụt ở Hà Nam, đề nghị chính phủ chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp về khí hậu trong tương lai. Không lâu sau trận mưa nghìn năm có một tại Hà Nam, truyền thông quốc gia bắt đầu đăng nhiều bài viết đặt câu hỏi liệu lũ lụt và những thảm họa gần đây trên thế giới có liên quan tới khủng hoảng khí hậu không? Khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra cùng lúc tại nhiều nơi trên thế giới, điểm chung của chúng là gì? Một số cơ quan truyền thông nhà nước bao gồm Xinhua và website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đặt câu hỏi hôm nay, chúng ta có thể làm gì khi đối mặt thiên tai tương tự? Bài viết dẫn lời Petteri Talat, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, nếu không có biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ không thể chứng kiến mức nhiệt cao như vậy ở Canada và bờ biển phía Tây nước Mỹ. Đây là minh chứng rõ ràng về biến đổi khí hậu. Ngày tiếp theo, Yan Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho hay lượng mưa lớn tại Hà Nam xảy ra trong bối cảnh trái đất nóng lên. Năm nay, dù ở Trung Quốc hay khu vực khác trên thế giới, tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan đều liên quan mật thiết tới sự nóng lên toàn cầu, ông nói.
Đây không phải là lần đầu tiên Zia nói về nguy cơ của khủng hoảng khí hậu. Mùa hè năm ngoái, ông nói với đài truyền hình quốc gia CCTV rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc do hiện tượng nóng lên toàn cầu, điều khiến quốc gia này rất dễ tổn thương. Nhận thức về biến đổi khí hậu ngày càng tăng ở Trung Quốc trong thập kỷ qua, một phần do Bắc Kinh tham gia vào những sáng kiến quốc tế quan trọng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trong khảo sát do Trung tâm Truyền thông về biến đổi khí hậu Trung Quốc thực hiện năm 2012, 68% người được hỏi rằng khủng hoảng khí hậu phần lớn do con người gây ra. 5 năm sau, 85,2% người được hỏi cho hay bản thân đã trải qua tác động của tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và gần 90% bày tỏ lo ngại về tác động của nó. Với Zhang, trận lũ tuần trước và con số tử vong mà nó gây ra là lời nhắc nhở rằng tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ có thể được giảm thiểu nếu có một cơ chế ứng phó khẩn cấp tốt hơn cùng sự đồng thuận của người dân. Tăng cường kiến thức của người dân về khủng hoảng khí hậu cực kỳ cần thiết. Chúng ta không thể chờ tới khi nước đến chân mới nhảy, Zhang nói. Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Từ 4 ngày nay, mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu thủ phủ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, trở thành một trong những trận mưa lớn nhất ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng 1 tiếng, từ 16 giờ đến 17 giờ ngày hôm qua, mực nước đo được là 208,9mm, góp phần khiến tổng lượng mưa trong ngày của Trịnh Châu vượt 639mm. Con số này gần tương đương lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu là xấp xỉ 645mm vào năm ngoái. Trạm thời tiết Trịnh Châu gọi đây là trận mưa nghìn năm có một. Cơ quan tài nguyên nước của Hà Nam thậm chí còn tuyên bố mực nước mưa được ghi nhận tại một số trạm 5.000 năm mới có một. Hà Nam cho biết hơn 8,5 triệu dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, 76 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,6 triệu người phải sơ tán. Các nhà khoa học cho rằng trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng. Thứ nhất, hơi ẩm nhiệt đới đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Thứ hai, bão số 5 đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm phía tây Hồng Kông sáng hôm qua với cường độ tương đối cấp 1. Điều kiện thứ ba là bão số 6 di chuyển về phía bắc Đài Loan. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn chỉ ra mưa lũ cực đoan xảy ra là do tác động của biến đổi khí hậu. Các trận mưa lũ lớn tháng này cũng xảy ra ở Đức và Bỉ, cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn 200 người. Các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã dự đoán sự gia tăng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan khi khí hậu trái đất nóng lên do ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu. Nói một cách đơn giản, không khí ấm lên có thể giữ và vận chuyển nhiều nước hơn. Vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang hiện hữu chứ không còn là chuyện của tương lai, lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc là biểu hiện của thời tiết khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu. Brian Allen, giám đốc chương trình năng lượng nước bền vững kiêm giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Simpson ở Mỹ, nói với EVN Express. Tất cả các quốc gia, kể cả Việt Nam, đều có nguy cơ hứng chịu lượng mưa cực đoan như Trung Quốc. Và những tháng mùa thu năm 2022, bờ biển miền Trung của Việt Nam đã bị tàn phá bởi gió mùa dữ dội gây ra lũ lụt kỷ lục. Đợt mưa bão dữ dội đó có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tương tự như những gì chúng ta đã thấy ở Trung Quốc vài ngày trước. Eiler nói thêm, Michael Eman, giáo sư về khoa học khí quyển tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, cũng cảnh báo trên khắp các vùng nhiệt đới, lượng mưa và lũ lụt cực đoan đang gia tăng và có nguy cơ còn tăng hơn nữa khi hành tinh nóng lên, không khí giữ ấm nhiều hơn. Vì vậy, ở những vùng vốn dễ có mưa như Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng của đới hội tụ liên trí tuyến, vùng có áp suất thấp và chuyển động không khí tăng lên trong khí quyển, chúng ta có thể chứng kiến nhiều trận lũ cực đoan xảy ra hơn, ông nói. Những cơn bão dữ dội rõ ràng sẽ là một phần trong tương lai của chúng ta và sẽ không biến mất. Vì vậy, các chính phủ, thành phố và vùng nông thôn cần phải có biện pháp thích ứng với các điều kiện mới, Eiler bình luận. Ông chỉ ra rằng một số đập ở Trung Quốc bị vỡ do mưa dữ dội. Ông cho rằng cần gia cố đập để chống chọi tác động của biến đổi khí hậu bằng cách xây tường cao hơn và chắc chắn hơn, hoặc chúng phải được rút nước hay dỡ bỏ hoàn toàn khi có bão. Nếu không, việc xả nước đột ngột từ một con đập để ngăn nó bị vỡ trong một cơn bão dữ dội sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở hạ lưu. Các chuyên gia nêu những biện pháp chống chọi mưa lũ như áp đặt các quy chuẩn xây dựng đòi hỏi cấu trúc bền hơn, có khả năng chịu nước hơn, nâng cao các bờ sông và cải thiện hệ thống thoát nước. Eiler nhấn mạnh rằng hệ thống cảnh báo sớm là yếu tố quan trọng cần phải được cải thiện. Hãy nhìn vào điều đã xảy ra ở Hà Nam, Trung Quốc. Hệ thống cảnh báo sớm có thể ngăn hành khách đi tàu điện ngầm và cứu nhiều mạng sống.
Hôm vừa qua, hàng trăm người đã mắc kẹt trong tàu điện ngầm ngập nước ở Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt nóc tàu để giải cứu những người mắc kẹt bên trong khi nước lũ dâng cao dần. Tuy nhiên, 18 người đã thiệt mạng. Các địa phương phải đánh giá tần suất xảy ra các sự kiện lũ lụt vốn được coi là 100 năm, 500 năm hay 1.000 năm mới xảy ra một lần và điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Trận lụt ở Hà Nam được mô tả là sự kiện 5.000 năm mới có một lần. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ chứng kiến một trận mưa lũ khác với cường độ mạnh như vậy xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong đời mình, Ayler bình luận. Giáo sư Mann cho rằng cần phải xử lý tận gốc vấn đề. Tôi muốn nhấn mạnh rằng giải pháp thực sự duy nhất là hành động toàn cầu về khí hậu. Việt Nam nên làm hết sức để kêu gọi các nước gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc và Mỹ giảm lượng khí thải carbon, ông nói. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.